Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Tuấn VFX. Thì trong tutorial hôm nay thì mình sẽ đi vào mình giới thiệu đến các bạn một cái phần mềm để mà sử dụng 3D, đó chính là phần mềm 3DS Max, một cái phần mềm rất là nổi tiếng và đã từ rất lâu rồi ở trong cái lĩnh vực dựng 3D. Lý do mình giới thiệu các bạn cái phần mềm này là tại vì tuy là mình không có mạnh về phần 3D. Nhưng mà cái việc mà chúng ta ứng dụng 3D ở trong các cái công việc về kỹ xảo điện ảnh thì nó rất là phổ biến. Trong đó thì ví dụ chúng ta có thể thực hiện các tác vụ về tracking camera, chúng ta có thể thực hiện các tác vụ về các cái vật thể 3D để mà chúng ta xuất ra cái định dạng OBJ, đem qua bên After Effects để sử dụng ở trong Element 3D chẳng hạn. Thế thì có khá là nhiều ứng dụng về 3D và cũng có rất là nhiều bạn cũng đã hỏi mình về cái phần mềm, những cái phần mềm 3D mà mình hay sử dụng. Thế thì hôm nay mình đi vào giới thiệu sơ thôi về cái phần mềm 3DS Max để mà cung cấp cho các bạn nào chúng ta chưa có quen với cái phần mềm mà các cái phần mềm 3D cũng như về cái cách sử dụng cái không gian 3D thì các bạn sẽ có cái khái niệm cũng như là sẽ có cái gọi là cái điểm bắt đầu nếu chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu về các cái phần mềm 3D. Thế thì đầu tiên thì mình cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua bằng cách là like, subscribe và chia sẻ kênh để mình có thêm động lực xây dựng thêm nhiều video hơn. Và những cái file thực hành cũng như là những cái plugin phần mềm mình sử dụng ở trong tutorial mình đều bao gồm cái phần cái link download ở trong cái phần mô tả của video thì các bạn có thể xuống để download ha. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ mở phần mềm mà 3DS Max lên. Thì đây chính là phần mềm mà 3DS Max của chúng ta. Phần mềm 3DS Max hay là tất cả những cái phần mềm mà để mà xử lý về không gian 3D á, thì các bạn sẽ thấy là nó cũng có những cái điểm chung. Chẳng hạn ở đây là chúng ta sẽ có những cái view mặc định. Ở đây chúng ta sẽ có cái view đầu tiên là nó sẽ chia ra chúng ta là ba cái view dạng 2D, đó là ba cái view top, đúng không? Front và left. Tức là sao? Tức là cái view top, tức là chúng ta sẽ nhìn từ trên đỉnh xuống. View front tức là chúng ta nhìn từ đằng trước tới. View left tức là chúng ta nhìn từ bên trái qua cái vật thể. Thì ba cái view 2D này đó thì nó sẽ giúp chúng ta căn chỉnh cho nó chính xác hơn cái vật thể 3D ở trong không gian của chúng ta. Ví dụ chúng ta có thể căn chỉnh cái vị trí của nó trong không gian, chúng ta có thể căn chỉnh cái góc của cái vật thể sao cho nó thẳng đứng 90 độ so với cái mặt đất chẳng hạn, thì chúng ta sẽ dựa vào những cái view 2D này. Được chưa? Và các bạn có thể thay đổi cái view một cách rất là dễ dàng. Chúng ta có thể bấm vào cái nút hình vuông, hình khối lập phương ở phía góc phải này để chúng ta thay đổi cái góc mà chúng ta muốn. Được chưa? Rồi, còn cái view mà chúng ta hay sử dụng nhất đó là cái view perspective ở phía góc phải này. Cái view này thì nó sẽ cho phép chúng ta quan sát cái không gian 3D thực sự. Được chưa? Rồi, thế thì trong 3DS Max á, thì chúng ta có thể phóng lớn một cái view bằng cách chúng ta bấm Ctrl W ha. Đó, thì khi chúng ta bấm Ctrl W thì cái view mà chúng ta đang select á, nó sẽ được phóng lớn ra. Trong cái view perspective này thì các bạn thấy nó sẽ có một cái mặt đất, người ta gọi là cái ground, cái mặt đất này thì là một tấm lưới, một cái grid để mà chúng ta sẽ bố cục, chúng ta có cái nền tảng để chúng ta bố cục các vật thể 3D của chúng ta trên cái mặt phẳng này. Và chúng ta có thể zoom ra zoom vào cái không gian này bằng cái nút chuột giữa, được chưa? Nút chuột giữa chúng ta zoom ra zoom vào. Chúng ta có thể select các vật thể bằng cái nút chuột trái. Các bạn thấy cũng giống như trong các phần mềm khác thôi, chúng ta sẽ chúng ta sẽ click giữ nút chuột trái để chúng ta select các vật thể, hoặc là chúng ta click để chúng ta chọn các vật thể. Chúng ta có thể bấm chuột phải để chúng ta có một cái menu dành cho từng cái vật thể ha. Chúng ta bấm chuột phải thì sẽ có menu. Chúng ta bấm giữ phím Enter left và chúng ta bấm giữ nút giữa của chuột thì chúng ta sẽ có thể xoay cái không gian 360 này xung quanh không gian 3D của chúng ta. Các bạn thấy chúng ta có thể xoay, đúng không? Chúng ta quan sát ha. Bấm giữ phím Enter left và nút chuột giữa.
Và chúng ta có thể bấm nút chuột giữa, bấm giữ nút chuột giữa để chúng ta di chuyển trong không gian này, được chưa? Đấy. Như vậy là sẽ có những cái thao tác nó liên quan đến chuột, nó liên quan đến phím tắt để mà chúng ta di chuyển trong cái không gian 360 này. Chúng ta có thể di chuyển theo chiều ngang, chiều dọc, chúng ta có thể xoay 360, chúng ta có thể zoom ra zoom vào ha. Rồi. Thì trong cái phần mềm mà 3ds Max này thì nó sẽ có rất là nhiều công cụ, thì mình cũng không có thời gian cũng như là mình cũng không phải là quá chuyên về phần 3D để chúng ta có thể đi sâu vào các cái công cụ này. Ở đây thì các bạn thấy là ở đây trên đây chúng ta sẽ có những cái menu, và những cái menu này nó sẽ cho phép chúng ta xử lý các cái vật thể 3D của chúng ta, hoặc là tạo ra các cái vật thể ha, hoặc là can thiệp vào phần animation. Và ví dụ chúng ta có thể chạy script, là lát mình sẽ thực hiện một chút cái về cái thể loại chạy script này để chúng ta thấy nó có thể sử dụng cho những việc gì. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có các cái chức năng về chẳng hạn như là select and move, tức là select nè, rồi di chuyển cái vật thể nè, rotate cái vật thể nè, scale vật thể nè. Chúng ta cũng sẽ có những cái về render. Đã, thì khi mà chúng ta click vào cái nút render setup ở đây thì chúng ta sẽ có cái cửa sổ về render để chúng ta tùy chỉnh các cái như là resolution, kích thước hình ảnh, frame rate, rồi kích thước file, định dạng file, và đặc biệt là chúng ta sẽ có thể lựa chọn cái renderer của chúng ta ha. Tức là chúng ta chọn cái bộ renderer nào. Rồi ở phía bên phải này chúng ta sẽ có cái cột để mà tạo vật thể 3D. Và trong đây thì nó sẽ chia ra chúng ta nhiều phần, nhiều cái mục. Ở cái mục Standard Primitive ở đây đó, thì chúng ta sẽ có thể tạo các cái vật thể cơ bản, chẳng hạn như là cái hộp này, đúng không? Các bạn chỉ cần click vào cái vật thể chúng ta muốn, và sau đó chúng ta đưa vào trong cái không gian 3D của chúng ta. Chúng ta click giữ phím trái và chúng ta kéo để chúng ta tạo cái vật thể, và khi chúng ta kéo đó, chúng ta vẫn giữ phím trái nha, chúng ta kéo thì vật thể nó sẽ to nhỏ tùy vào cái chuyển động chuột của chúng ta. Và sau khi chúng ta không muốn tạo vật thể nữa thì chúng ta sẽ bấm chuột phải để chúng ta cancel cái công tác tạo vật thể, được chưa? Thì khi mà chúng ta tạo một cái vật thể xong đó, thì các bạn select cái vật thể đó, các bạn sẽ thấy nó có một cái gizmo, cái gizmo là cái các bạn thấy nó có ba cái trục x, y, z, màu đỏ, màu xanh lá cây và màu xanh dương ở đây, đúng không? Và đây là cái gizmo để giúp chúng ta di chuyển cái vật thể này, hoặc là rotate, tức là xoay nó, hoặc là scale, tức là tăng kích thước, giảm kích thước của nó. Thế thì ở đây hiện tại là các bạn thấy là nó có cái biểu tượng hình tam giác, nó gắn vào cái gizmo này đó. Thì cái biểu tượng hình tam giác này chính là cái nó đang ở trong cái chế độ scale. Thì khi mà các bạn đưa con chỏ chuột vào cái hình tam giác này, các bạn kéo, nắm giữ chuột trái, chúng ta kéo, thì các bạn sẽ thấy là cái vật thể chúng ta nó sẽ to nhỏ tùy vào cái kích thước, tùy vào cái chuyển động chuột của chúng ta ha. Cái thứ hai nữa là ví dụ chúng ta có thể chuyển qua chế độ di chuyển, chúng ta bấm W, phím tắt là W, thì nó sẽ chuyển qua chế độ di chuyển vật thể. Thì chúng ta có thể di chuyển vật thể này theo ba cái trục X, Y và Z. Giờ chúng ta đưa con chỏ chuột vào cái mũi tên đó, chúng ta di chuyển nó. Chúng ta cũng có thể xoay nó bằng cách là chúng ta bấm chữ R, được chưa? Bấm chữ R. Xin lỗi các bạn, R là chúng ta chế độ scale. Chúng ta sẽ bấm chữ E ha, chữ E, thì chữ E nó sẽ chuyển qua chế độ rotation, tức là xoay. Thì ở đây thì chúng ta có thể cũng có thể xoay theo ba cái trục, trục X, trục Z và trục Y, được chưa? Đấy. Thì về cơ bản đó là những cái thao tác để mà chúng ta xử lý các cái vật thể 3D trong không gian của chúng ta ha. Rồi thì ở đây thì mình chỉ đi vào mình giới thiệu về cái tính ứng dụng khi mà chúng ta muốn xử lý các cái vật thể 3D để chúng ta đem vào trong After Effects chẳng hạn, đúng không? Thế thì ở đây chẳng hạn mình sẽ có những cái vật thể 3D, chẳng hạn mình có cái model 3D mình download trên mạng này. Thì cái model này khi mà download xuống, chúng ta sẽ có những cái file dạng đuôi là obj, được chưa? Đấy, chấm obj. Thì cái đuôi file này á là những cái file mà có thể sử dụng trong các cái phần mềm 3D, cũng như có thể được sử dụng trong chẳng hạn như là plugin element 3D của After Effects.
đi kèm với nó thì đi kèm với cái file OBJ này thì thường nó sẽ có cái file MTL, là cái file về material, tức là về vật liệu đó, để mà đổ lên cái vật thể 3D này, và đồng thời sẽ có cái file texture, tức là một cái file hình để mà chúng ta có thể nó sẽ lấy cái hình màu sắc và chất liệu từ cái file hình này nó đổ lên cái vật thể chúng ta. Rồi thì để mà đưa cái vật thể 3D đó vào trong không gian 3D của chúng ta thì mình sẽ vào trong phần file, chúng ta sẽ vào mục import, chúng ta bấm vào cái nút import, và ở đây thì mình sẽ đi đến tìm đến cái folder mà chứa cái file OBJ của chúng ta là cái file này, và mình sẽ bấm open, và chúng ta sẽ bấm vào cái nút import ở cái cửa sổ OBJ import này thôi. Thì như vậy là các bạn thấy chúng ta đã import được cái vật thể 3D của chúng ta vào ha, chính là một cái con robot. Và như các bạn thấy, nếu mà ví dụ cái vật thể chúng ta nó nằm không đúng cái chiều chúng ta muốn nó nằm thẳng đúng không, ở trên cái mặt đất này, thì mình sẽ phải xoay nó, chúng ta sẽ rotate nó. Nhưng mà ở đây thì chúng ta rotate thì để cho nó đúng cái góc, các bạn thấy là khi chúng ta xoay thì nó sẽ có cái con số nó di chuyển, con số nó tăng ở trên đây nè đó, thì nó cho biết cho chúng ta biết cái góc mà chúng ta của cái vật thể 3D này. Bây giờ nếu mà chúng ta muốn quay nó theo một cái góc chẳng hạn như là 10, 20, 30 hoặc là 80, 90 độ gì đó, thì mình sẽ click vào cái biểu tượng Angle Snap Toggle ở trên đây. Chúng ta click vào đây thì khi mà chúng ta xoay thì các bạn thấy nó sẽ tịnh tiến cái góc quay theo 5 độ được chưa? Và như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng chúng ta xoay nó lên thành 90 độ. Rồi, và bây giờ mình sẽ kéo cái vật thể này lên trên cái mặt đất của chúng ta được chưa? Đó. Rồi, thì ở đây thì các bạn thấy là cái vật thể chúng ta nó là một cái vật thể, chúng ta select chúng ta thấy nó là một vật thể duy nhất. Nhưng mà ở đây thì chúng ta có thể đi vào cái người ta gọi là cái bộ phận bên trong cái vật thể của chúng ta. Để làm việc đó thì mình select cái vật thể của chúng ta ha. Chúng ta sẽ qua cái cột bên phải này, mình bấm vào cái biểu tượng modify được chưa? Mà cái biểu tượng ngay bên cạnh cái dấu cộng này nè. Chúng ta bấm vào. Thì ở trong đây thì có cái cửa sổ ngay phía dưới ở đây, có cái chữ editable mesh đó. Thì trong cái editable mesh này, các bạn bấm cái mũi tên ra đó, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể can thiệp vào các cái yếu tố bên trong cái vật thể của chúng ta, chẳng hạn như là các cái yếu tố về vertex đúng không? Tức là những cái điểm, yếu tố về edge, yếu tố về face, polygon, element, tức là những cái yếu tố tạo thành cái vật thể 3D của chúng ta. Thì ở đây để mà dễ dàng can thiệp vào các cái vật thể chẳng hạn, thì mình sẽ bật cái lưới hiển thị cái lưới của cái vật thể này lên. Thì ở đây ví dụ chúng ta sẽ ở đây mình sẽ bấm nút F3 ha. Thì các bạn thấy là nó sẽ chuyển cái chế độ xem của không gian 3D của chúng ta thành chế độ lưới, và chúng ta có thể thấy rõ các cái vật thể 3D của chúng ta nó được tạo thành từ các cái đường line và các cái polygon hình vuông đúng không? Đó. Chúng ta bấm F4 thì cái chế độ lưới của chúng ta nó sẽ được hiển thị ở bên trên cái vật thể, và chúng ta có thể dễ quan sát hơn cái lưới của chúng ta ở trên cái vật thể 3D của mình. Rồi, và sau khi có cái lưới này thì chúng ta có thể quay lại cái cửa sổ editable mesh này, và chúng ta ví dụ chúng ta select các cái yếu tố chúng ta muốn chẳng hạn như là vertex, thì các bạn thấy là ở đây nó sẽ hiển thị những cái nút màu xanh dương để chúng ta biết đây là cái vertex, và chúng ta select một cái vertex chúng ta có thể di chuyển nó được chưa, để chúng ta các bạn thấy là cái hình dạng của cái vật thể 3D chúng ta nó sẽ được thay đổi. Thì ví dụ chúng ta có thể dùng cái này để chúng ta, các bạn có thể can thiệp vào cái vật thể 3D của mình một chút đó, chẳng hạn như là chúng ta có thể nâng cái này lên, nâng cái cầu vai lên đúng không, một chút, hoặc là như thế nào đó tùy vào cái ý muốn của chúng ta. Trong trường hợp ví dụ các bạn download những cái vật thể 3D trên mạng xuống đúng không, thì chúng ta có thể can thiệp vào cái hình dạng của nó, hoặc là chúng ta chọn polygon. Polygon thì thay vì là điểm thì chúng ta sẽ chọn các cái mặt phẳng đó. Và chúng ta chọn mặt phẳng, và chúng ta cũng có thể di chuyển cái mặt phẳng đó để mà chúng ta biến đổi cái hình dạng của cái vật thể 3D của chúng ta. Nếu chúng ta chọn element thì nó sẽ cho chúng ta chọn các cái bộ phận to hơn,
ở trên cái vật thể của mình, chẳng hạn như là cánh tay, như là phần vai, phần cánh tay, phần ngực, phần chân riêng, người dân thì đây là những cái bộ phận mà khi người ta tạo ra thì nó đã có sẵn những bộ phận to như thế này rồi, thì rất tiện cho chúng ta cái đầu đúng không? Đấy, trong cái đầu thì chúng ta cũng có thể chọn các cái element. Đây thì phần đầu người ta đã gom lại thành một cái bộ phận duy nhất rồi. Rồi thì đó là cái cách chúng ta select và tùy chỉnh một chút về cái phần các cái bộ phận element, các cái bộ phận nhỏ trong cái vật thể của chúng ta. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang một chút về cái phần material. Thì như cái chúng ta nãy mình nói đó, thì khi mà chúng ta download các vật thể 3D thì nó sẽ có file material và cái file texture hình ảnh để mà nó đặt lên cái vật thể 3D của chúng ta. Cho nên các bạn thấy là vật thể 3D chúng ta nó có sẵn màu ở cái cầu vai, ở cái phần đầu, rồi ở cái eo, rồi cánh tay này, nó có thứ, đó là vì người ta đã đập material lên rồi. Thế thì bây giờ chúng ta có thể thay đổi, hoàn toàn có thể thay đổi bằng cách là chúng ta mở cái phần material lên, chúng ta bấm chữ M ha. Đó, thì đây là cái cửa sổ để mà chúng ta chỉnh sửa về material cho vật thể của chúng ta. Thì các bạn thấy ở đây chúng ta đã có mặc định cái material đầu tiên là cái hình ảnh mà của cái người ta cung cấp cho chúng ta cái hình ảnh này nè. Đó, nó đã được đưa vào trong đây rồi. Để các bạn thấy, đây chính là cái material mà người ta đưa vào. Được chưa? Rồi. Thế thì ở đây thì chúng ta có thể thay đổi theo cái ý muốn của mình. Ở đây thì đầu tiên để mà thay đổi material của một cái vật thể nào đó thì mình sẽ phải đổ một cái vật liệu mới cho nó. Thì ở đây ví dụ mình sẽ xuống mình chọn cái phần element như hồi nãy đó, và mình sẽ chọn cái cầu vai của nó chẳng hạn. Được chưa? Và mình sẽ ở đây mình sẽ chọn một cái slot mới ở trong cái cửa sổ material của mình lôi nó vào để mình đổ cho nó một cái vật liệu mới. Thì các bạn thấy là bây giờ thì cái cầu vai bên đây nó đã được đổ một cái vật liệu mới rồi. Vào cái vật liệu này chúng ta xuống cái phần, chẳng hạn xuống phần diffuse, các bạn bấm vào đây, các bạn có thể chọn cái màu sắc theo cái ý của mình. Chẳng hạn bây giờ chúng ta muốn màu xanh hay màu tím gì đó, chúng ta có thể thay đổi nó, được chưa? Đấy, thì các bạn thấy là như vậy là chúng ta đã thực hiện được cái việc thay đổi cái material của một cái vật thể 3D. Và ngoài ra thì trong đây nó còn có rất là nhiều các cái tính chất khác của 3D, chẳng hạn như là specular, tức là độ độ bóng đúng không? Độ bóng. Rồi các cái map dành cho cái phần bump map đúng không? Tức là những cái map để mà tạo nên cái độ gồ ghề, thô ráp ở trên cái vật thể, nhìn nó sẽ thực tế hơn. Rồi reflection, tức là độ phản xạ để mà nó phản xạ lại các vật thể khác. Thì đó là những cái yếu tố mà các bạn cần tìm hiểu thêm nếu mà chúng ta muốn can thiệp vào cái vật thể 3D của cái mở cái material, cái vật liệu của vật thể 3D. Người ta chúng ta phải tìm hiểu thêm ha. Rồi, ở đây thì mình sẽ Ctrl Z lại. Trở lại cái yếu tố ban đầu, cái material ban đầu. Rồi, thế thì ở đây thì chúng ta sẽ với một cái vật thể 3D mà chúng ta đã xử lý xong thì chúng ta có thể export nó. Chúng ta vào phần File, Export. Chúng ta bấm vào cái nút Export Selected. Và với cái Export Selected này thì ví dụ mình chỉ chọn một cái folder. Và ở đây thì chúng ta có thể export ra dưới cái dạng OBJ. Và chúng ta có thể qua bên After Effects để chúng ta import nó vào. Thì ở đây ví dụ mình sẽ đặt cho nó là robot V2 chẳng hạn, đúng không? Và mình sẽ bấm vào cái nút export ở cái cửa sổ Object Export. Rồi, thế thì sau khi mà xong rồi thì khi mà chúng ta qua bên After Effects, mình tạo một cái con mới đúng không? Và chúng ta bấm tạo một cái solid mình đặt tên là Element. Chúng ta sẽ dùng Element 3D để chúng ta đưa cái vật thể 3D vào. Và chúng ta áp dụng cái effect video copilot element vào đây. Và chúng ta vào cái plugin element, chúng ta vào cái scene setup. Chúng ta bấm vào cái nút import.
thì chúng ta có thể import cái vật thể 3D của chúng ta mà chúng ta mới export ra từ 3ds Max, chúng ta import vào, chúng ta bấm OK. Các bạn bấm vào cái nút Normalize thì các bạn sẽ thấy là cái vật thể 3D của chúng ta nó đã được đưa vào trong không gian 3D của Element. Chúng ta bấm OK một lần nữa thì nó sẽ đưa vào trong cái con 3D của chúng ta, được chưa? Đó là cách chúng ta sẽ đưa cái vật thể 3D của chúng ta từ cái phần mềm 3D qua bên After Effects. Trong trường hợp ví dụ chúng ta có cái animation, tức là có cái chuyển động cho cái con robot này chẳng hạn. Chẳng hạn ở đây mình sẽ key cái con robot để cho nó di chuyển từ phía này sang phía này, đúng không? Thế thì để mà key cái con robot này thì ở đây chúng ta sẽ dựa vào cái timeline nằm ở phía dưới cái phần mềm 3ds Max này. Thì cái timeline này các bạn có thể nắm kéo để các bạn xem cái diễn hoạt từ các bạn thấy nó ghi từ số 0 đến số 100, tức là hiện tại đang là 100 frame. Rồi, thế thì ở đây để mà tạo một cái keyframe thì mình sẽ select cái vật thể của chúng ta trước ha. Chúng ta select, chúng ta trở về vị trí 0 giây, 0 frame. Chúng ta sẽ bấm vào cái nút set key ở đây. Thì ở đây nó sẽ set, nó tạo một cái key cho toàn bộ các cái thông số của cái con robot này, và nó biểu tượng của nó là cái một cái hình chữ nhật nhỏ có nhiều màu, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, đúng không? Rồi, sau đó chúng ta đến cái giây cái frame số 100. Và ở đây thì mình có thể click vào cái nút Auto Key ở đây. Chúng ta click vào đây thì các bạn thấy cái timeline chúng ta nó sẽ biến thành màu đỏ. Thì với cái việc sử dụng chức năng Auto Key này thì chỉ cần là chúng ta thay đổi một cái thông số gì đó ở trên con robot này thì nó sẽ được tự động nó ghi cái keyframe đó vào trong cái timeline của chúng ta. Thì đây ví dụ mình chỉ cần là chúng ta không cần bấm cái nút Set Key gì nữa, chúng ta chỉ cần kéo con robot này đi sang bên đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tạo chúng ta một cái key, một cái key màu đỏ ở đây. Và khi mà chúng ta di chuyển cái timeline của mình thì các bạn sẽ thấy là con robot nó sẽ di chuyển từ trái sang phải. Thì sau khi sử dụng chế độ Auto Key này thì các bạn nhớ tắt đi, các bạn đừng để nó bật lên, tại vì đôi khi chúng ta vô tình chúng ta tùy chỉnh một cái gì đó trong con robot nó sẽ tự động nó ghi lại cái key đó, nó sẽ hơi phiền phức. Rồi, thì ví dụ với cái con robot nó đã có cái chuyển động như thế này rồi, thì để mà chuyển qua bên After Effects, đúng không? Ở đây mình sẽ reset lại cái element của After Effects. Rồi, thì để chuyển một cái animation qua bên After Effects, được chưa? Thì chúng ta sẽ sử dụng ví dụ như trong 3ds Max thì chúng ta có thể sử dụng một cái script. Cái script này mình sẽ cũng sẽ bao gồm trong phần mô tả của video, các bạn có thể download về sử dụng. Thì cái script này nó tên là Export Object Sequence. Thì ở đây chúng ta sẽ select cái vật thể 3D của chúng ta ha. Chúng ta vào phần scripting, chúng ta bấm vào cái run script. Và ở đây thì mình sẽ tìm đến cái script export object sequence của mình mà click vào nó thì nó sẽ ra một cái cửa sổ, nó cho phép chúng ta export cái animation này ra một cái sequence, tức là cái chuỗi object. Chúng ta có thể quy định cái start và cái end, tức là cái bắt đầu frame, bắt đầu frame kết thúc của cái animation của chúng ta. Chúng ta bấm vào cái nút open, chúng ta có thể chọn cái folder để chúng ta export nó ra. Ở đây thì mình sẽ đặt một cái folder mới, đặt tên là sequence đi ha. Và chúng ta cũng có thể đặt tên cho cái sequence này. Thì khi mà đặt tên cho sequence, các bạn nhớ là ngoài cái tên thì chúng ta cũng nên có một cái dấu gạch ngang để sau đó nó sẽ có cái số frame ở đằng sau á, thì nó chúng ta dễ quan sát hơn. Và sau đó chúng ta bấm save và chúng ta bấm vào nút export thì nó sẽ tự động nó export cho chúng ta cái sequence của mình. Rồi, thì ở đây thì chúng ta đã thực hiện xong cái công đoạn export ha. Và khi mà chúng ta vào trong cái folder mà chúng ta đã tạo đó, cái folder sequence, thì các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái chuỗi các cái obj. Và cái chuỗi này thì nó sẽ bao gồm những file obj, những file mtl, tức là material như nãy mình nói, và một cái hình texture. Nó chỉ cần một cái hình duy nhất thôi thì những cái file này nó sẽ lôi ra được ha. Rồi, thì khi mà chúng ta qua bên After Effects, chúng ta cũng áp dụng cái element plugin element 3D vào đi ha. Và chúng ta sẽ bấm vào cái scene setup một lần nữa. Và ở đây thì chúng ta vào phần file import. Thay vì là import một cái object 3D object bình thường như hồi nãy thì chúng ta sẽ chọn cái 3D sequence. Và trong cái 3D sequence này chúng ta sẽ chọn cái file cái chuỗi hình, cái chuỗi obj của chúng ta. Và chúng ta chỉ cần select một cái file đầu tiên thôi. Chúng ta bấm open.
Ok, và chúng ta cũng đã có một cái vật thể 3D ở đây. Thì với cái vật thể 3D này, chúng ta chưa thấy nó chuyển động, tại vì trong không gian của element 3D chúng ta không có xem chuyển động được. Thì chúng ta sẽ bấm OK để chúng ta quan sát nó trong cái composition của chúng ta. Và như các bạn thấy là trong cái con này thì chúng ta có thể quan sát cái animation của nó, được chưa? Thì đây chính là cái animation mà chúng ta đã đưa từ bên 3ds Max, chúng ta đưa qua After Effects. Và như vậy thì với cái tính năng này thì các bạn có thể thực hiện các cái diễn hoạt cho nhân vật của mình, cho cái con robot này nó di chuyển động ấy. Thì đối với những bạn mà không có rành về 3D thì các bạn có thể sử dụng các công cụ mà mình đã từng giới thiệu rồi, chẳng hạn như là công cụ Mixamo đúng không, của Adobe, hoặc là công cụ Kinetics để mà thực hiện motion capture cái chuyển động của mình chúng ta đang tự quay, chúng ta diễn hoạt đó, chúng ta hoạt động, chúng ta cử động, rồi chúng ta sẽ sử dụng Kinetics để chúng ta capture nó lại, chúng ta chuyển vào cái vật thể 3D. Thì những cái tutorial về Mixamo hoặc là Kinetics thì các bạn có thể xem thêm ở trên kênh của mình ha. Rồi, một cái điểm cuối nữa mà mình muốn giới thiệu đó là ở đây thì mình sẽ delete cái con robot này đi. Một cái điểm nữa đó là chúng ta cũng có thể sử dụng các cái plugin để mà chúng ta chuyển cái scene 3D từ bên 3ds Max qua bên After Effects. Và cái scene đó sẽ bao gồm chẳng hạn một số cái bao gồm cái camera, bao gồm cái light, cái đèn, bao gồm các cái null, tức là các cái điểm vị trí, điểm để mà thể hiện vị trí trong không gian trong cái scene chúng ta, đem qua bên After Effects để chúng ta xử lý tiếp về mặt hiệu ứng. Thì để làm việc đó ở đây mình sẽ sử dụng một cái plugin dành cho After Effects và dành cho 3ds Max, đó là cái AE Transfer. Thì các bạn có thể lên mạng các bạn tìm cái AE Transfer này ha. Thì cái AI Transfer này nó sẽ thực hiện chuyển đổi cái file, cái scene, toàn bộ một cái scene 3D ở bên After Effects qua bên để mà chuyển qua bên After Effects của chúng ta. Đó thì các bạn có thể xem cái những cái tutorial người ta hướng dẫn cái cách chuyển đổi qua lại, và các bạn có thể download cái script về để chúng ta sử dụng. Rồi, thì ở đây ví dụ mình sẽ tạo một cái scene scene đơn giản. Chúng ta sẽ có một cái camera, ở đây mình sẽ tạo một cái camera từ cái view này chẳng hạn. Và để tạo camera trong 3ds Max chúng ta chỉ việc bấm Ctrl C, được chưa? Thì nó sẽ tạo chúng ta một cái camera. Và chúng ta bấm một khi chúng ta tạo camera rồi, chúng ta sẽ bấm chữ P để chúng ta quay lại cái view perspective. Khi chúng ta zoom ra thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đã có một cái camera ở đây ha. Được chưa? Đây là cái camera của chúng ta. Và ở đây thì ví dụ chúng ta có thể tạo các cái điểm. Thì đây ví dụ chúng ta có thể tạo bằng một cái vật thể dummy. Cái dummy thì nó cũng giống như cái null ở trong After Effects. Thì nó là một cái điểm thôi, một cái điểm trong không gian thôi, nó không có hình thù gì hết. Thì cái dummy này khi mà chuyển qua bên After Effects thì chúng ta sẽ có cái null nằm ở trong đó, nằm trong After Effects. Thì ví dụ cái null này, cái dummy này mình sẽ để nó ở ngay cái vị trí cái hình vuông của chúng ta ha. Rồi thì ví dụ với cái scene như thế này, mình select tất cả những vật thể trong cái scene này, mình bấm vào cái nút AE Transfer. Và trong cái cửa sổ AE Transfer này chúng ta sẽ bấm vào cái là Add Selected, tức là chúng ta đưa những cái điểm này vào trong file để chúng ta chuyển qua bên After Effects, hoặc là khi chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ tự động nó chuyển tất cả các những cái vật thể chúng ta đã tạo ra vào đây. Còn không thì các bạn có thể đây mình sẽ remove tất cả những cái này đi. Chưa? Còn không thì với cái việc chúng ta xử lý giữa
không gian 3D của 3ds Max và cái com của After Effects thì chúng ta chỉ cần cái camera thôi và cái dummy của chúng ta thôi là đủ. Thì để làm gì đó thì chúng ta chỉ cần ép cái camera và cái dummy thôi ha. Đó thì chúng ta sẽ có hai cái camera và cái dummy của chúng ta. Thì sau khi xong thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút Export All ở dưới đây. Chúng ta bấm vào đây và chúng ta sẽ chọn một cái folder thì chúng ta lưu nó vào. Ở đây thì mình sẽ đặt cái tên là test đúng không? Và mình lưu vào một cái folder, mình bấm save thì nó sẽ báo chúng ta là successfully exported, được chưa? Thì sau khi mà export xong, chúng ta lại quay qua bên After Effects. Và trong cái After Effects thì để mà mở cái file mà mới export từ 3ds Max ra đó, cái file đó nó sẽ là một cái file GSX, tức là một cái file script của After Effects. Thì mà chúng ta sẽ vào phần menu file, script, chúng ta run script file. Và ở đây thì mình sẽ chạy cái script mà chúng ta vừa mới export. Và nó sẽ hỏi chúng ta là place in new composition, hoặc là nếu chúng ta có một cái com sẵn mà nó cùng cái resolution và cùng cái frame rate với cái bên 3ds Max đó, thì nó sẽ tự động nó đặt vào đó. Còn không thì nó sẽ hỏi chúng ta là đặt vào một cái composition mới. Thì ở đây mình sẽ chọn là new composition và chúng ta bấm OK. Thì như vậy các bạn thấy là chúng ta đã có hai cái vật thể chính xác như là cái lúc mà chúng ta export từ bên 3ds Max qua, đúng không? Chúng ta có cái camera, chúng ta có cái dummy. Thì bên đây chúng ta cũng có một cái camera, được chưa? Là cái physical camera và một cái dummy. Thì cái dummy ở trong After Effects nó là một cái null, được chưa? Và trong cái không gian 3D này thì chúng ta có thể ở đây thì chúng ta có thể mình sẽ tách ra làm hai cái view. Bên đây là cái active camera, bên đây thì chúng ta sẽ có cái custom view. Và như các bạn thấy là chúng ta sẽ có cái bố cục giống như trong 3ds Max. Chúng ta sẽ có camera ở đây, cái null ở đây, được chưa? Cái dummy ở đây và cái camera nó hướng vào cái dummy của chúng ta, được chưa? Cũng giống như là cái cấu trúc này, nó cũng giống như là trong 3ds Max, chúng ta có cái camera hướng vào cái vật thể 3D của mình, hướng vào cái null của mình. Thì bên After Effects nó cũng tương tự như vậy, chưa? Rồi thì đây là một cái cách thức nữa để mà chúng ta có thể chuyển đổi từ phần mềm 3D, chẳng hạn như là 3ds Max, để đem qua bên After Effects để mà thực hiện một số cái hiệu ứng. Chẳng hạn với cái null mà chúng ta có ở đây, chúng ta có thể ép vào các cái hiệu ứng về particular, như là hiệu ứng về particle, những cái đường sáng nó chạy xung quanh cái vật thể 3D của chúng ta chẳng hạn, thì chúng ta có thể thực hiện việc đó. Hoặc là chúng ta có thể chèn vào một cái text ở trong không gian 3D của 3ds Max, đúng không? Thì nó sẽ kết hợp với không gian 3D của 3ds Max để nó tạo ra những cái hiệu ứng rất là vui, rất là đẹp. Rồi thì cái tutorial hôm nay thì xin được phép kết thúc ở đây. Thì đây thực sự là chỉ là một cái giới thiệu để cho các bạn tiếp cận được với cái cách sử dụng các phần mềm 3D để chúng ta xử lý về 3D. Một số thứ về 3D chúng ta có thể kết hợp nó với After Effects để chúng ta tạo ra các cái hiệu ứng. Còn về lĩnh vực 3D thì nó rất là rộng, rất là sâu. Các bạn cần, nếu mà các bạn thích thì các bạn cần tìm hiểu thêm để chúng ta có biết thêm nhiều thứ và sử dụng nó rành rẽ hơn các cái công cụ 3D. Thì hy vọng là cái tutorial này sẽ có ích cho các bạn và cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách là like, subscribe và chia sẻ kênh để mình mỗi ngày có thêm động lực, có thêm cảm hứng để mà làm thêm những cái video cho các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo nha.